Thưa quý vị, để tiếp nối series chúc Tết khách hàng của nhà khoa Lạc Việt Intech thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới thăm nhà khách hàng Đỗ Quang Trung. Chú Trung là một khách hàng rất đặc biệt của nhà khoa Lạc Việt Intech. Và vì sao chúng tôi lại gọi chú Trung là một khách hàng đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi. Đây, chú đây. Chú ơi, chào cháu. Chú ơi, cháu năm mới cháu thay mặt nhà khoa Lạc Việt Intech đến phải thăm sức khỏe cháu chúc Tết chú. Dạ. Cháu có một quà nhỏ gửi tặng chú ạ. Dạ. Chú xin chú cảm ơn. Dạ vâng ạ. Dạ. Đó. Cháu ngồi uống nước. Đâu, chú uống nước vối đấy. À, nước vối ạ. Cháu uống nước đi. Dạ vâng, cháu uống chú. Dạ. Chú ơi, lúc nãy cháu có chia sẻ với mọi người rằng chú là một khách hàng rất là đặc biệt của nha khoa vì chú và cả con gái của chú, tức là chị Thủy đấy ạ, cùng là khách hàng tại nha khoa Lạc Việt Intech. Thì chú có thể chia sẻ một chút về vấn đề này không ạ? Chú và con gái là đều làm ở làm răng ở Lạc Việt. Đấy. Thế con gái chú thì nó chỉ liềng thôi. Thế nhưng mà chắc chắn là liềng xong thì nó phải điều chỉnh lại cái hàm trên. Thế còn chú phải là chú làm toàn bộ hàm trên. Thì răng của chú là mất hết rồi, hầu như là không còn một cái nào nữa, còn đúng một cái thì bị sâu. Anh em khi chú làm thì chú phải khoan bốn trụ, nhưng mà từ khi làm xong là bây giờ là ok rồi, ổn, nhưng ăn uống tốt lắm, bình thường. Khi mà con gái chú nó là Thủy thì nó liền ở đấy. Sau khi mà tìm hiểu thêm thì chú quyết định là chú sẽ làm răng ở đấy. Và khi sau khi đến thì cô chú cũng được tư vấn, nhưng mà mấy đứa bác sĩ với lại nhân viên ở đấy tư vấn thì chú thấy nó là đảm bảo ok, vì nó có một cái quá trình, tức là bảo hành và có những cái hợp đồng cụ thể, nên là chú ok chú làm luôn. Đúng là khi mà đi tìm hiểu ấy thì chú thấy này các nha khoa về răng thì sẽ nhiều lắm, kể cả từ nhà chú đi ra đến Cầu Giấy thôi là đã có đến hàng chục cái nha khoa rồi, kể cả nha khoa quốc tế. Thế nhưng mà có cái tên là chú thấy rằng nó không có một cái hợp đồng cụ thể. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái khả năng tồn tại, tức là cái sau khi mà mình làm xong là cái bảo hành của nó thì liệu có không. Đấy, chú phải đặt câu hỏi thế. Vì sao? Vì nó có khả năng nó tồn tại một vài năm hoặc là chục năm, nhưng đến lúc cái răng mình nó hỏng đi chẳng hạn, hay là có vấn đề gì đấy thì lúc ấy đi tìm đâu, thì đấy chú bảo là khi mà con gái chú giới thiệu như thế thì chú thấy cái khả năng của cái Lạc Việt là nó sẽ tồn tại lâu dài, thế nên chú đã quyết định là chú làm ở Lạc Việt. Thế thì chị Thủy nhà mình điều trị đã sắp hoàn thành cái quá trình điều trị tại nha khoa Lạc Việt Intech rồi chứ? Cũng còn vài tháng nữa. Dạ. Tại vì cái liều răng này nó hơi lâu. Dạ vâng. Cái thời gian nó có phải kéo dài đến gần 2 năm cơ. Dạ vâng. Đấy. Còn chú thì coi như là mất sau khi từ khi bắt đầu làm hợp đồng cho đến khi lắp răng chính thức là mất gần 4 tháng. Dạ. Hơn 3 tháng, gần 4 tháng là xong hết. Là xong hết toàn bộ. Dạ vâng. Đấy. À, bây giờ cho đến bây giờ thì là chú cảm thấy rất là ok. Dạ vâng, dạ, chúc mừng chú. Dạ. Dạ, thế khi mà chú lắp răng xong thì chú về nhà thì cô với cả mọi người trong gia đình thì có nhận xét như thế nào ạ? Nhìn chung là nhà gia đình thì rất là vui. Dạ. Tại vì sao? Vì cảm nhận được là chú ăn uống nó tốt. Dạ. Đấy, mà nó ok luôn. Dạ. Tức là trước kia cứ phải coi như các cái đồ mềm. Rồi là ăn thì không ăn được, nhưng mà sau khi làm xong thì là coi như hầu như là cái gì cũng ăn được hết rồi. Dạ vâng. Thế chị Thủy nhà mình thì chú thấy là kể từ lúc liền răng tới giờ thì chị có thay đổi nhiều không hả chú? Như chú thay đổi chứ. Dạ. Thay đổi nhiều đấy. Đấy. Nhưng mà sau khi liền xong thì cũng phải điều chỉnh lại một số cái răng ở trong bên trong nữa. Dạ. Thì mới hoàn thiện được. Dạ vâng. Đấy. Thì cái đấy cũng phải gạch chơ. Dạ vâng. Ừ. Cô đi chợ có xa không ạ? Đi cách đây, đi ra đánh chợ khoảng 10 phút. Dạ.
Như chú đang kể lại cái lúc mà chú bị mất răng ấy cô. Thế lúc đấy là nhà mình ăn uống thì cũng hơi vất vả đúng không ạ? Phụ thuộc vào chú đúng không ạ? Đúng. Thế nên cũng hơi bất tiện một tí. Dạ. Răng hộ làm cái tạm răng đấy thì hắt hơi nó bay cả cái hàm răng ra. Dạ. Thế bây giờ chú nhà mình ăn uống như nào rồi bây giờ chú nhai cứng lắm thì không thể nhai được, nhưng mà ăn bình thường thì nhai được. Dạ vâng. Xương sụn thì nhai được. Dạ. Nó không vất vả như cái hồi chưa làm răng. Dạ. Thế là mừng rồi cô ạ. Quá mừng rồi. Đây là chú ăn nhai cho bà xem này. À. Đấy. Thoải mái luôn. Ồ, nhai sụn non nghe được mà. Ừ. Dạ. Đấy. Lạc lủng lai được hết. Dạ vâng. Được, một hộp lạc của chú kìa. Dạ. Vì chưa chịu. Không ăn được đâu. Đấy. Ông ấy hồi ông chưa làm được răng, ông phải gầy mấy cân. Dạ vâng. 3 cân. Thế chứ hồi lắp răng thì ăn được cái gì mà ăn được. Dạ vâng. Chú lắp răng xong cô có thấy chú trẻ ra không cô? Có chứ. Ta bình thường trông như ông cụ ấy. Dạ. Thế từ hồi mà lắp răng xong đến giờ ạ thì cô thấy sức khỏe của chú như nào cô? Tốt mà. Dạ. Ăn được thì nó không bị gầy. Thế cháu thấy là chú lắp răng xong thì chú cũng có tăng cân đúng không ạ? Đúng rồi. Có. Cũng lên được rồi tính là bây giờ cũng gần 3 cân đấy. Cháu thấy có da chú cũng căng hơn mà cũng hồng hào hơn so với cái đợt mà mới đến nha khoa. Mới đến nha khoa thì nhìn chú hơi gầy một tí. Đúng rồi. Dạ. Chú ấy thấy từ lúc lắp răng xong đến giờ thì mình đã đi du lịch với cả gia đình lần nào chưa ạ? Không, đi mấy lần rồi chứ. Dạ. Lúc đi Cửa Lò, dạ. Rồi đi Tần Châu, Vịnh Hạ Long, dạ. Rồi tham gia các cái hội đi của lớp phổ thông, à. Như chung đi nhiều, dạ. Đi trên Hòa Bình đấy. Như chung là từ khi xong ấy là đi tự nó thoải mái và nó tự nhiên hơn. Chứ không như thời gian trước là đi là bị hạn chế nhiều. Vì sao? Vì ngại răng thì không nói được, nói nó phèo phào. Đấy là một cái. Thứ hai là đi mà giao lưu ăn uống là mình không ăn được, chỉ có ngồi thôi. Đấy là ngại, nhiều lúc là không muốn đi. Nhưng bây giờ thì thoải mái rồi, vô tư đi. Thế cũng cái tuổi trung niên nhà mình thì cũng có giao lưu bạn bè thì cũng vui hơn đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái tuổi bây giờ thì đi được đâu là ta nên đi. Dạ. Đấy, bây giờ coi như răng niếc nghiêm chỉnh, coi ăn uống đàng hoàng rồi. Dạ. Thì có thoải mái. Dạ vâng. Rồi. Giao lưu được là ta cứ giao lưu thôi. Dạ vâng. Cô chú đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi ạ? Nói chung gia đình thì chưa. Chứ khoảng hai mấy gần Tết, 3-4 ngày rồi. Thì mua thoải mái. Chứ còn bây giờ thì bây giờ cũng không cần phải chuẩn bị ấy. Với cả năm nay mà chú có răng mới như thế này rồi thì ăn uống thoải mái hơn thì nhà mình cũng dễ dàng hơn trong cái việc mà lựa chọn thực đơn đúng không ạ? Đúng rồi. Chứ không như mọi khi, mọi năm là cứ phải chọn cái gì mềm mềm. Năm là thịt gà không ăn được đâu nhé. Thịt gà ăn được hết rồi. Ủa, bây giờ thì chú ăn thịt gà thoải mái rồi. Nói chung không sợ gì cả. Thế ra là cũng được cái may mắn cái là làm răng nó sớm. Thấy trong cái điều kiện Tết nhất đến nơi rồi. Yeah. Bây giờ là gia đình coi như không phải lo về cái ăn uống của chú nữa. Yeah. Xong răng cái là Tết này có khi là chú ăn uống thoải mái. Không phải kiêng nề gì cả. Yeah. Thoải mái đi. Tết đến nơi rồi không phải lo cái gì chuyện ăn uống của chú cả. Chú ăn theo mọi người. Đấy là cô rất là vui. Sau khi mà làm xong ấy thì cảm giác của chú nó ăn uống nó thoải mái. Tự tin hơn nhiều. Nên ra qua cái chương trình ngày hôm nay ấy thì cũng gửi lời cảm ơn đến nha khoa Lạc Việt. Đấy, từ tất cả các cái nhân viên rồi y tá, bác sĩ đều là mọi người đều tận tình giúp đỡ chú rất nhiều. Dạ. Và đã làm cho chú một cái hàm răng đẹp và
có chất lượng. Đấy, rồi chú đấy, thôi thì nhân dịp Tết đến thì chú cũng chúc và tất cả các nhân viên y tá bác sĩ của nha khoa đấy là có một cái sức khỏe dồi dào và có cái đây là có nhiều bệnh nhân đến làm của Lạc Việt và có cái độ tin tưởng đối với Lạc Việt hơn nhiều. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô chú ạ. Hôm nay thì các bác sĩ cũng có gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cô chú và gia đình và cũng có gửi lời chúc Tết tới cô chú. Dạ vâng. Cảm ơn. Chúc tất cả y bác sĩ Lạc Việt an khang thịnh vượng, đón cái Tết thật vui vẻ. Ok.